Công Phược, Xuân Trường, Văn Lâm tạo nên làn sóng cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu lớn thứ hai trong 3 năm trở lại đây. Tất cả cũng nhờ một phần từ hiệu ứng mang tên Park Hang-seo. Công Phượng có màn trình diễn ấn tượng với hai bàn thắng ở Asian Cup 2019. Anh có thân hình thấp, chỉ cao 1m68 nhưng nhanh nhẹn và kỹ thuật. Thể lực được coi là điểm yếu nhưng ở Asian Cup vừa qua, Công Phượng chơi tốt trước các đội tuyển mạnh như Iran và Nhật Bản. Tờ Sports Seoul nhắc về tiền đạo sinh năm 1995. Tuy nhiên, tác giả bài viết, phóng viên Choi Sung-sop cũng nhấn mạnh Công Phượng sẽ đến Incheon United. Anh đến để tiếp thị và làm nhiệm vụ quảng bá nhưng vẫn có những kỳ vọng lớn hơn nhiều về chuyên môn và khả năng chơi bóng. Không ai mong muốn một Xuân Trường thứ hai tại Incheon United. Xuân Trường không thể hiện được nhiều ở Incheon United vào năm 2016, ảnh Incheon United. Về trường hợp của Xuân Trường, Choi cho rằng tiền vệ 23 tuổi đã không tìm thấy ánh sáng ở Incheon United và Gangwon SFC. Tiền vệ người Tuyên Quang đến Hàn Quốc với kỳ vọng sẽ được ra sân nhiều lần, thể hiện được phẩm chất ở tuyến giữa nhưng rốt cục anh lại làm bạn với băng ghế dự bị nhiều hơn. Hiện tại, Xuân Trường đã được Hoàng Anh Gia Lai cho đương kim vô địch Thai League Buriram United mượn với thời hạn 1 năm. Buriram United có một đội hình mạnh từng thu hút những cầu thủ giàu kinh nghiệm từ Ta League Classic. Xuân Trường được chiêu mộ nghĩa là khả năng vẫn được đánh giá cao, trích dẫn trong bài viết trên tờ Sports Seoul. Trong khi đó, cầu thủ được chú ý nhất là Nguyễn Quang Hải vẫn chưa có động thái sẽ chuyển đến một câu lạc bộ nào nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Incheon United được cho là quan tâm tiền vệ nhỏ con này nhưng cuối cùng chuyển hướng sang Công Phượng. Tham vọng của tiền vệ sinh năm 1997 có lẽ không dừng chân ở các nước Đông Á mà có thể là châu Âu. Huấn luyện viên Lee Tae-hun, huấn luyện viên Chung Hae-seong và huấn luyện viên Lee Hung-siu từ trái sang lần lượt làm việc tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Viettel tại V-League 2019. Ảnh Hiếu Lương. Chuyển trang thể thao của Hàn Quốc cũng cho rằng làn sóng xuất ngoại lần này của bóng đá Việt Nam nhận được hiệu ứng tích cực từ thành công của các đội tuyển quốc gia với đầu tàu là huấn luyện viên Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam hiện tại trở thành một đội bóng có sức cạnh tranh ở châu Á. Thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng làm bùng nổ thêm một làn sóng huấn luyện viên Hàn Quốc rời quê hương tới Việt Nam làm việc. Điều đó được thể hiện rõ ràng nhất ở đầu mùa giải 2019, huấn luyện viên Chung Hae-seong rời Hoàng Anh Gia Lai đến làm việc tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Lee Tae-hun, cựu huấn luyện viên đội tuyển Campuchia, tiếp quản lại vị trí của ông Chung tại Hoàng Anh Gia Lai. Câu lạc bộ Viettel, trung tâm bóng đá trẻ PVF cũng đều tiếp đón những huấn luyện viên Hàn Quốc đến làm việc.